that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Xin chào bạn nhá, chào bạn đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Thì hôm nay Lĩnh tiếp tục là ra đến cái chỗ mà điểm view mới nhất cho anh em xem. Thì hôm nay Lĩnh sẽ ra ngoài trời để quay cho anh em một cái sản phẩm. Tức là hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm là gắp XMVG1 gắp nhôm nhá các bạn nhá. Thì hôm nay Lĩnh sẽ ra ngoài trời sáng để quay cho anh em cho cái màu của anh em thấy nó đẹp xịn sò anh em ạ. Vì những cái màu này thì hai cái màu nếu như mà anh em quay trong tối trong nhà thôi, chỉ cần đơn giản trong nhà thôi, thì là hai cái màu như thế này này. Đấy, thì đơn giản như này thôi là anh em cũng không biết rõ màu được, nhưng mà ra ngoài sáng này thì anh em cực kỳ là rõ màu và xem cái độ sắc nét nó quá đẹp luôn anh em ạ. Đấy, thì hôm nay định review cái sản phẩm này là đang đứng ở giữa trời nắng nên là mắt lại bắt đầu nheo rồi anh em ạ, cho nên là anh em thông cảm nhá. Đấy, thì bây giờ Lĩnh sẽ tập trung vào đến cái sản phẩm này đây. Thì anh em đã biết đến những cái video gần đây của Lĩnh về cái chiếc xe LL này, Lolo Velo đấy. Thì chiếc xe này của Lĩnh là cái bản độ mới nhất, Lĩnh đã lên cái gắp XMVG1 này. Đấy, gắp XMVG1 Lĩnh đang chạy ở trên xe đây. Đấy, thì các bạn có thể để ý đây, đây là toàn bộ cái gắp đây. Thì ở cái gắp này là cái gắp nhôm các bạn nhá, nhôm nhập khẩu chính hãng của công ty X1G. Đấy, thương hiệu là XMVG1 của Malaysia. Đấy, thì ở trên xe Lĩnh đây là cái bộ gắp nhôm này thì đã lắp được gần 1 tháng rồi anh em ạ, gần 1 tháng rồi. Thì cái sản phẩm này hôm nay Lĩnh lấy về để review cho anh em là một cái sản phẩm rất là chất lượng. Đấy, Lĩnh đã chạy và đã test thử các kiểu con đà điểu rồi. Đấy. Thì hôm nay Lĩnh sẽ bán về cho anh em ba dòng cho ba xe. Một là X-Side 150, hai là Winner X, ba là Rider anh em nhá. Anh em Rider, fan Rider thì hôm nay bắt đầu tập trung từ clip này Lĩnh sẽ tập trung vào cả phần Rider nhông sên đĩa nữa. Thì hôm nay Lĩnh sẽ review cái bộ gắp này. Đấy, thì đầu tiên là hôm nay Lĩnh giới thiệu anh em là một cái bộ gắp nhôm của X1G nhập khẩu thì gồm 3 dòng. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em từng dòng một các bạn nhá. Đây, thì đầu tiên là sẽ là dòng ở trên xe này. Khách hàng chủ yếu của Lĩnh là hầu như là toàn là anh em X-Side 150 chủ yếu. Đấy, thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em X-Side đầu tiên trước nhá các bạn nhá. Đây, thì anh em có thể nhìn thấy đây là một cái gắp trên tay Lĩnh đang cầm đây. Đấy, đây là một sản phẩm hoàn thiện các bạn nhá, gắp nhôm. Đấy, gắp nhôm. Đây là con màu vàng xám titan. Đó, các bạn nhìn không? Màu đấy rất là chất luôn. Đặc biệt là ở cái phần đằng sau này, là cái phần nhìn các bạn nhìn cái đuôi này. Đấy, công ty thiết kế này. Đấy, vót vát như này, rất là thể thao nha các bạn nha. Ở phần dưới này thì là công ty đã bắn cho các bạn là, các bạn biết là gắp nhôm nếu như mà anh em mà bắn trực tiếp cái trục vào đây thì là nó sẽ bị móp đúng không? Nhưng mà ở đây thì là họ đã nẹp thêm một cái viền thép để cho anh em chống bị nó bị móp gắp. Đấy, rất là chất lượng các bạn nha. Thì toàn bộ cái gắp là như này. Gắp nhôm rất là nhẹ các bạn nha, cực kỳ là nhẹ luôn. Sản phẩm đây gồm theo gắp là sẽ một như ở một cái gắp ấy là sẽ được một cái hộp như này, xịn sò như này anh em nhá. Đây, xịn sò như này đó, một cái hộp như này ở trong gắp đấy, anh em có thể nhìn thấy không, hộp xịn sò như này. Thì ở đây thì đã có kèm theo cái cao su xích, hai con ốc vàng rất là đẹp. Đây là màu vàng nhá, màu vàng sáng các bạn nhá. Thực ra là Lĩnh rất là kết cái màu này này, vì cơ bản là cái hôm mà Lĩnh lắp lên chiếc xe này là phải đi vay về đấy, vì gắp này mới về được có 3 hôm nay thôi, cháy hàng 3 tháng nay rồi bây giờ mới về. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu anh em, nắng quá các cụ ạ, quá nắng luôn anh em. Thì đây, tiếp tục Lĩnh đang giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm
của XA150 là màu xám bạc các bạn nhá, màu xám đấy thì đang lắp ở trên xe Linh đây. Đấy các bạn có thể thấy là đang lắp ở trên chiếc xe của Linh đây. Đó, sản phẩm này nha các bạn nha. Anh em có thể nhìn thấy cái mối hàn vẩy hàn này. Vẩy hàn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Vẩy hàn cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Rất đẹp, rất đẹp. XMV R1 thương hiệu của đội đua Malai đây anh em. Hộp là nguyên hộp như này các bạn nha. Nguyên hộp như này anh em. Đó. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ tập trung đến một chiếc xe mà chưa giờ Linh nói đến cả, tức là Rider. Đây, chiếc gắp của Rider đây anh em. Cái Rider thì bên Linh chỉ bán cho anh em một cái dòng sản phẩm duy nhất là màu đen các bạn nhá. Đây là của Rider, thì cái gắp Rider nhìn nó rất nhỏ vì anh em biết rồi, Rider nó rất là nhỏ nhưng mà nó cực kỳ là uy lực anh em ạ. Đây, Rider thì Linh bán về cho anh em nguyên màu đen, chỉ có Rider chỉ có màu đen thôi các bạn nhá. Đó, như này các bạn nhá. Đó, đèn rất là khỏe và quyền lực luôn anh em. Cực kỳ khỏe luôn này, Rider nhá. Đó, Rider. Tiếp theo là anh em này, mình sẽ giới thiệu đến Winner X đâu rồi? Fan Winner, quan Winner X đâu? Tập trung về đây nào. Đây. Mình sẽ quay sang sản phẩm của Winner thì cũng vẫn như X thôi, là hai màu. Là hai màu xám, màu xám. Đây là màu xám đây. Đây Winner X đây, màu xám. Đó, màu xám đây các bạn nhá. Cũng đều như vậy hết, cũng đều như của X hết, nó chỉ khác với lại cái vị trí chiều dài với lại chiều dài của Winner với lại X ấy, nó như nhau thôi. Chiều gắp ấy nó như nhau hết các bạn nhá. Dài như nhau hết. Nhưng mà nó khác nhau ở cái điểm là cái vị trí bắt cái heo này. Vị trí bắt heo là nó đây, còn X-Size thì là vặn ốc ở trên này. Vặn ốc ở trên này các bạn nhá. Đó. Camera thì nắng không? Nắng chứ. Chói quá. Quá nắng luôn đấy, không biết là anh em có soi rõ sản phẩm không nhưng mà anh em cứ yên tâm đi vì cái sản phẩm này Linh mang ra nắng quay để anh em mới thấy thật màu đẹp được. Đấy thì đây là cái sản phẩm của Winner X. Đấy, lắp chung các bạn nhá. Là cái sản phẩm màu vàng xám titan. Rất là chất luôn. Các bạn nhìn đâu. Quá chất luôn. Mối hàn này. Tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Đó, thì nói về X1R, nói về gắp nhôm này thì là quá chất lượng rồi. Đấy thì là hôm nay Linh giới thiệu đến anh em ba cái dòng sản phẩm của Rider, Winner X và X-Size 150 các bạn nhá. Thì tất cả những cái sản phẩm này ấy là về anh em chỉ lắp như zin thôi các bạn nhá. Lắp toàn bộ những sản phẩm này là lắp như zin. Kể cả anh em có chạy bánh zin, lốp zin theo xe vẫn được, hoặc là anh em có thể lên bánh to hơn khoảng 130 cũng vẫn chạy được, hoặc là anh em xuống bánh bé 80 hay là 70 cũng chạy được các bạn nhá. Thì tất cả những cái sản phẩm này là đều được bảo hành trên toàn quốc 1 năm. Và anh em xem clip này hôm nay Linh sẽ để giá một cái giá rất là khuyến mại cho anh em là 1.950.000. 1.950k cho một dòng sản phẩm tất cả Winner X hoặc là Rider hay X-Size 150 là đều bằng giá các bạn nhá. Đấy thì cái sản phẩm này thì nhập khẩu chính hãng của công ty XMR đấy, như lúc đầu mình nhắc đến các bạn rồi, thì là cái sản phẩm này đã được test chịu lực rất là khỏe khoắn luôn nha các bạn nhá. Thì anh em yên tâm về dòng sản phẩm này, thì những cái sản phẩm mà Linh giới thiệu anh em thì ngoài cái điểm mà nó sang chảnh đẹp mà nó không bị dỉ sét như cái gắp zin của các bạn ấy, thì các bạn biết rồi là cái gắp sắt của Winner này hay là X-Size bất cứ chiếc xe nào thế, riêng gắp sắt thì các bạn chỉ cần dùng 3 tháng 4 tháng là bắt đầu nó dỉ ra rồi, nhìn cái con xe mình nó mất thẩm mỹ rất là nhiều anh em ạ. Mà đặc biệt là cái gắp sắt thì các bạn biết rồi, sắt thì chắc chắn nó phải nặng hơn nhôm rồi. Đấy thì cái gắp này nó rất là nhẹ, mình cũng chưa cân thử đâu nhưng mà nó chỉ khoảng tầm xem nào, mình nghĩ nó chỉ khoảng tầm 4 cân rưỡi thôi vì nó nhẹ lắm anh ạ, nhẹ như kiểu là bông hồng ấy. Đấy thì đây các bạn có thể là xem cái phần chi tiết này, những cái phần chi tiết long đen đây, cũng đây nhá, ốc inox và long đen vàng cao su tốt cả anh em này. Đó rồi, đó các bạn có thể xem cái đầu phần đầu này. Đó thì nếu như mà các bạn về nhá, các bạn mua cái dòng sản phẩm này của bên Linh về là các bạn có thể lên được cái nhông đĩa 3 tầng này, hoặc là lên thêm cái đầu ốc trục cốt G5 nữa thì thêm phần thẩm mỹ các bạn nhá. Thì đây, ở đây chắc chắn là anh em nhìn thấy chữ King The Răng này đúng không? Đấy, King The Răng này, cái này là mình dán ngoài nha các bạn nhá. Cái này là logo bán ngoài 100.000 một cái logo này các bạn nhá. Anh em muốn mua thì bảo Linh bán cho 100.000 một cái logo titan này. Đấy, còn logo của nhà máy là chỉ có như này thôi anh em nhá. Đó, cái sản phẩm này nói chung là quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn anh em ạ. Sản phẩm nói chung là X-Size cũng được, Winner cũng được và Rider cũng được các bạn ạ. Thì anh em nào còn thắc mắc cái phần chi tiết nào của cái sản phẩm này ấy, thì anh em cứ comment bên dưới cho Linh nha. Thì bây giờ Linh sẽ mở một cái hộp ra. Mở một cái hộp ra xem ở bên trong họ đóng gói như nào. Thì đây là Linh đã mở hết rồi, mở bày hết ra đây rồi, lấy cũng 5 cái nhỉ. 5 cái ra để giới thiệu anh em. Đấy thì một hộp như thế này. Bên trong chả có gì cả.
Đấy thì một hộp là nguyên đai nguyên kiện là chỉ có một cái túi bóng như này. Đó, các bạn nhét cái gắp vào. Thì đây Lĩnh đã mở cái gắp ra. Tất cả những gắp này đều là mới 100% hết các bạn nha. Đó, như này. Đây là cái quy cách mà đóng hàng nha. Đấy, trước khi là các bạn mua hàng bên Lĩnh ấy, là các bạn về là các bạn phải kiểm tra hàng trước khi các bạn nhận hàng. Đấy, đây đây, tất cả một cái sản phẩm sẽ được đóng gói hoàn chỉnh như thế này. Đó. Và đóng gói thêm một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài bằng túi bóng dây đen của bên Lĩnh nữa. Là bắt đầu là Lĩnh sẽ đóng và gửi đi cho anh em. Đó. Thì đây là một cái hộp sản phẩm hoàn thiện như này. Đó các bạn nha. Về là anh em chỉ có việc là lắp lên xe dùng như zin thôi. Thì ở bên này em có thể quay sang đây một chút. Thì ở bên này này anh em, cái phần vị trí lắp heo dầu zin của SA150 là anh em vẫn lắp như bên trên này nhá. Đấy, vẫn lắp ở bên trên này. Thì cái phần này nó là như zin rồi. Còn đây là Lĩnh làm bản độ này là anh em biết đến là Lĩnh dùng bằng cái con heo ABS thì Lĩnh quay xuống bên dưới. Đấy thì cái này nó không liên quan gì đến cái bộ gắp này các bạn nhá. Còn tất cả những cái sản phẩm ở cái gắp này này là anh em đều lắp như zin hết các bạn nhá. Ok. Đấy thì cái sản phẩm thì mình đã cho anh em thấy rất là chất và đẹp rồi. Nó là gắp nhôm thì anh em biết nhôm, tính chất của nhôm là sẽ không bao giờ rỉ sét, sẽ không bao giờ bị bẩn được các bạn ạ. Đấy cho nên là anh em có thể là dùng một cái sản phẩm này cho xe zin, xe độ, xuống bánh nhỏ, bánh to vẫn được ok hết anh em. Đấy thì thôi thì Lĩnh phơi nắng cũng đủ rồi và cũng nói rất là nhiều về cái sản phẩm này rồi. Thì anh em ủng hộ Lĩnh bằng một lượt đăng ký các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.